có khách vô được không? Để con càng vô. Con chào chú, tụi con bên phòng chống dịch của phường mình á. Mang số để trả thông tin để người dân mình á. Dạ chú ơi, nhà mình có mấy người chú? Có hai ông cháu thôi, này, cháu nội tôi nè. Chú ghi thông tin vào đây thì con đó chứ. Vô đây phải không? Đây. Dạ con tặng ông hai khẩu trang nha. Khẩu trang này xịn lắm á. Ơi tốt quá, cảm ơn cô cậu nhiều nha. Con gửi cái khẩu trang đó xuống đi. Khẩu trang đó đeo nóng lắm á. Đeo khẩu trang này nè. Dạ thôi, cái khẩu trang này xịn, để đi đâu rồi con hẳn đeo. Chứ cái này con cũng mới đeo ạ. Chú cũng dùng thử loại này đi chú, nó thoải mái với dễ chịu lắm á. Khoan không, lần sau ông đừng mở cửa cho người lạ vào nhà khi chưa xác minh rõ ràng với bên phường. Cũng đừng dùng khẩu trang của người lạ nha ông. Cô chú tới đây với mục đích gì? Điều tra dịch tễ hay ép người ta mang khẩu trang? Con nói gì vậy? Đương nhiên là điều tra dịch tễ rồi. Dạ ông của con ghi thiếu thông tin cho con ông để nhắc nhở. Mà cứ tập trung vô mấy cái khẩu trang này vậy. Thằng bé này nó còn nhỏ nên nó không hiểu chuyện rồi đó. Không thích á thì tụi tôi đi về. Đi về hay đi chú hút mê nhà người khác? Cô chú lợi dụng nhà con chỉ có hai ông cháu cướp của ban ngày phải không? Ủa sao con nói vậy kỳ vậy? Ngay từ khi bước vào nhà con thấy hai cô chú cứ nhìn đồ của nhà mình, đặc biệt là chú này nè. Chú có nhìn laptop và điện thoại của nhà mình không à? Cái đẹp thì nhìn sao con nói như vậy được? Cô chú đi điều tra dịch tễ mà trong cái vỏ bự chỉ có hai cái khẩu trang với lại một tờ giấy, có phải dành chỗ lấy đồ sau khi bỏ trộm không? Thôi đi về. Nhìn thẻ nhân viên y tế của hai cô chú đi, nó không có dấu mọc đỏ của phường. Trong lúc cô chú nói chuyện với ông, ông đã nhắn tin xác minh với bác tổ trưởng. Bác ấy nói phường không cử ai xuống nhà dân cả. Sao con giỏi quá vậy? Vậy là hai người này lừa gạt á con? Dạ đúng rồi.